Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Bình thường thì khi mà anh em xem giá của những cái chiếc khoan búa kiểu đầu cạp SDS như thế này của Makita, trước đây thì nó sẽ rơi vào giá đâu đó tầm khoảng 3 triệu mấy ha anh em. Nhưng mà gần đây thì Makita đã ra đời dòng Makita MT. Có thể nói đây là sự thay thế dần dần cho dòng Maktec, và đây là một dòng Makita giá rẻ. Thì con này Thành đang cầm trên tay đó chính là con M8701. Con này có thể nói là gần như giống hoàn toàn với con Maktec 871, nhưng mà con này thì là của Makita, logo Makita và màu sắc cũng rất là Makita. Đây là một con khoan búa 3 chế độ rất là ngon lành, với mức giá đâu đó tầm khoảng chưa đến 2,2 triệu là anh em đã có thể sở hữu con này rồi. Con này rất là ok nha anh em. Chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi xem nhé. Khi mua cái máy này về thì anh em sẽ nhận được một cái hộp nhựa ABS màu đen như thế này, rất là chắc chắn. Và mở hộp ra này, đây là có khóa này. Đó, bật ra, mở ra thì anh em sẽ có gì? Sách hướng dẫn sử dụng cũng như theo bảo hành. Một thân máy đã có tay cầm phụ lắp sẵn, và anh em sẽ có thêm một cái thước canh độ sâu bằng kim loại rất là chắc chắn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có trong hộp. Anh em lưu ý là nó sẽ không tặng kèm mũi khoan hay là gì hết ngoài những món này nhé. Về xuất xứ, đây là một con máy chính hãng của Makita và được bảo hành 6 tháng. Ở trên thân máy thì anh em sẽ nhìn thấy cái tem 7 màu của Makita, và cái tem này sẽ được dùng để kích hoạt bảo hành cho anh em. Anh em có thể bảo hành ở bất kỳ trung tâm Makita nào ở trên toàn quốc. Trên thân máy anh em để ý sẽ thấy dòng chữ Made in China, thì Makita sẽ đặt nhà máy ở rất nhiều nơi ở trên thế giới. Mà hàng mà bán ra ở Đông Nam Á thì sẽ được sản xuất chủ yếu là ở Trung Quốc và Thái Lan. Nếu như sản xuất ở Trung Quốc thì sẽ ghi trên thân máy là Made in China, chứ đây không phải là máy nhái nha anh em, hoàn toàn là máy chính hãng của Makita. Chất lượng hoàn toàn đảm bảo, và thậm chí nhiều dòng máy cao cấp thì sẽ được sản xuất ở Trung Quốc chứ không phải là ở Thái Lan. Khi mua máy thì anh em nhớ chọn những địa chỉ uy tín để được hưởng đầy đủ chính sách của hãng, cũng như là không mua lầm hàng giả hàng nhái. Một trong những địa chỉ đó là Kết Nối Tiêu Dùng. Về thiết kế của máy, anh em có thể thấy ở đây được làm rất là chắc chắn và chất liệu rất là cứng cáp, đạt chuẩn công nghiệp. Và những cái chi tiết ở đây là anh em thấy nè, được bọc cao su giúp chúng ta bám tay hơn, cũng như là tránh trơn trượt nếu như tay chúng ta có dầu mỡ. Thiết kế của dòng Makita MT dù là giá rẻ hơn nhưng mà có thể nói là 19110 so với dòng Makita thông thường mà trước giờ chúng ta biết. Máy này nặng 2,7 kg. Và về cấu tạo thì nó cũng giống những con khoan búa 3 chức năng bình thường ha anh em. Nó gồm có một cò điều tốc. Lên trên đây anh em sẽ có một cái lẫy đổi chiều, khoan ra khoan vô. Đó, bên bán này chúng ta sẽ có một cái nút giữ cò. Đó, tới trước này anh em có một núm vặn chỉnh chế độ. Chúng ta sẽ có 3 chế độ. Chế độ khoan thường là ở bên đây. Rồi lên trên đây chúng ta sẽ có chế độ khoan búa. Và qua bên cùng thì chúng ta sẽ có chế độ búa. Tới trước đây thì chúng ta sẽ có một cái tay nắm trợ lực, tay cầm phụ. Và tới trước đây thì anh em sẽ có một cái đầu gài SDS. Anh em cứ mua mũi khoan SDS, ghim vô là xài thôi. Một điểm rất hay nữa của cái máy này đó là cái dây dẫn của máy thì dài tới 5 mét. Đó, và được làm cũng rất là chắc chắn. Con máy này có công suất tới 800W, tốc độ tối đa tới 1.200 vòng trên 1 phút và nhịp búa tối đa tới 4.500 lần trên 1 phút. Máy có khả năng khoan bê tông tới 26mm, đầu mũi lõi 68mm và đầu mũi lõi kim cương kiểu khô lên tới 80mm. Khả năng khoan thép lên tới 13mm và khoan gỗ lên tới 32mm. Máy được trang bị chế độ cách điện kép cho nên là rất an toàn cho anh em khi sử dụng. Những cái thông số về khả năng khoan của Makita đưa ra thì rất là chính xác và đáng tin cậy. Cho nên anh em khi mà cân nhắc mua cái khoan để mà vừa với công việc của mình á, thì anh em có thể dựa vào những cái thông số đó nhé. Còn bây giờ Thành sẽ giới thiệu với anh em một cái phụ kiện rất là hay. Đó là một cái đầu chuyển từ đầu gài sang đầu kẹp, để anh em có thể sử dụng những cái mũi khoan gỗ, khoan sắt mà anh em đã có sẵn ha. Đầu này thì Kết Nối Tiêu Dùng bán với mức giá là 140. Đó, nó sẽ gồm có một cái đầu này nè và một cái cây vặn luôn. Cây vặn rất là dài, to, vặn rất là sướng tay. Đối với cái đầu này thì anh em có thể kẹp được mũi khoan tới 13mm. Đó, bây giờ Thành sẽ test thử cho anh em khoan sắt, khoan gỗ cho anh em coi ha. Đầu tiên là khoan sắt, Thành sẽ test một cái muỗng 8 ly ha. Đó, vô rồi nè, anh em thấy không? Đó, anh em có thể thấy ha, máy quan sát hoàn toàn là ok. Tuy rằng là nó hơi lắc một chút xíu, thì tại vì là cái phần mà đầu gài này thì nó sẽ không có chắc 100%, mà nó sẽ có một cái độ rơ nhất định, cho nên là nó sẽ hơi lắc. Nhưng mà máy vẫn quan sát rất là ok nha anh em. Đây anh em thấy nè, cái lỗ chúng ta này. Đó. Bây giờ Thành sẽ test thử một cái mũi khoan gỗ 27 ly. Đây anh em có thể thấy khá là ngon lành, không có vấn đề gì, khoan cũng ra rất là mịn màng ha. Nếu như anh em cần một con khoan 3 chế độ của Makita, chất lượng ngon lành, mạnh, khoan được tới tối đa 26mm trên bê tông, thì anh em hãy cân nhắc con này. Mức giá vô cùng dễ chịu, rẻ hơn những con khác của Makita rất là nhiều. Con này chỉ có 2 triệu 100 mấy chục ngàn thôi, hoàn toàn trong tầm tay. Nếu như anh em muốn mua cái máy này thì anh em có thể đặt hàng ở trên website của Kết Nối Tiêu Dùng, hoặc đơn giản hơn nữa, anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, nhân viên tư vấn sẽ gọi lại cho anh em. Mua hàng Kết Nối Tiêu Dùng thì anh em không phải lo, bởi vì 100% là hàng chính hãng và ship hàng toàn quốc. Ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Nếu như anh em muốn xem hàng trực tiếp, test hàng trước khi mua thì anh em có thể tới 106 Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là địa chỉ showroom trưng bày máy móc, và anh em có thể tới xem hàng, test hàng thoải mái trước khi mua. Không mua cũng không sao, mua thì càng vui ha anh em. Cuối cùng cảm ơn anh em đã xem hết clip này, và đừng quên cho một like, cũng như nếu như chưa đăng ký thì hãy bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào sắp tới của Kết Nối Tiêu Dùng. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip sau.